tin được. Dính con cá đầu lông. Má mở gỡ gỡ cho mình với coi. Ê, quay quay cho nó bự bự à. Má đi cờ câu máy câu nguyên con này vãi chạy đậu thiệt. Đón tin kia, giờ chạy qua nhà anh Nhân luôn hả? Bấm chuông theo kiểu nhây nè. Rồi chấm chuông kiểu chuẩn mình. Rồi luôn, mới ngủ dậy luôn. Ủa Triệu đâu? Triệu đang say giấc nồng rồi. À, xin giới thiệu các bạn, đây là má máy phát nhạc chạy bằng cơm. Đỉnh. Núi này hơi tốn cơm xíu. Chào ra đi. Vô. Qua tới ra tôi giờ đang ngủ luôn mẹ. Hello em nè. Hello. Nghe chưa? Vậy. Chào mọi người ở dưới. Qua chưa? Qua nhân chưa? Ok. Chắc đồ. Lên đường. Tức. Đó, này là bộ dụng cụ câu cá của anh Nhân, móc lưỡi, phao, đủ. Chơi luôn. Từ từ để bỏ ba luôn. Khi chúng ta lười thì ý tưởng nó sẽ nảy sinh rất là nhiều. Giờ bạn Huy quay xe. Muốn mì đi theo ăn anh.
Rồi anh em mình mua bánh mì thịt trước đi. Của em đầy đủ luôn đi. Đây là minh chứng cho người có thể chạy được tay côn dễ dàng luôn, khó chơi luôn. Ừ, sẽ làm gì có kèn nè, đi. Kèn là thứ xa xỉ, hiểu không? Cái gì cũng kêu hết mà riêng cái kèn nó không kêu. Rồi mày chơi côn thấy mẹ mày luôn nè. Giờ số 2 đi đi. Mới tập tay côn xong cho nhỏ chạy. Ok, chào anh em nha. Hôm nay là tụi mình sẽ đi câu cá ở bên Bình Quế. Chỗ cũng chiều lắm. Thì cái địa điểm là được recommend bởi anh Nhân Long Biên, team leader của Air Production. Rồi rơi côn nha. Lên ga từ từ. Số 1. Anh em cũng thông cảm cho Lát là tại sao mà Lát không có làm vlog nhiều nha. Thứ nhất là một phần là vì công việc nè. Cái thứ hai nữa là Lát cũng đang chờ cho mấy con Riston 500 với mấy con 250 về á, thì mình đã có cái để mình làm nhiều hơn cho anh em. Với lại là mình đang đợi bên B2 Hoa Vũ Long á, họ đang vừa mới hoàn thiện xong một con cà phê racer mới á, là mình đem cái con đó ra để mình review cho anh em luôn. Thì hôm nay chỉ là vlog bình thường thôi, nói chung là anh em hôm nay đi trải nghiệm với Lát, đi câu cá nha. Có gì để Lát sắp tới là Lát sẽ làm thêm cho anh em một cái clip liên quan đến giống như là Lát sẽ trả lời những cái câu hỏi mà của anh em thường hay thắc mắc nhất nha. Ví dụ mà trong clip này mà anh em có xem được á thì anh em cứ để bình luận ở bên dưới á, để bình luận ở bên dưới á, rồi Lát sẽ ghi nhận ở đó, rồi Lát sẽ tổng hợp và làm một hẳn một clip để trả lời toàn bộ tất cả những câu hỏi đó cho anh em luôn nha. Đây là Hân chỉ mới chạy tay côn gần đây thôi. Anh em thấy không, chạy dễ không, dễ dàng luôn. Đây là chạy chân côn thôi chứ không ít khi chạy tay côn, hiểu không? Có nguyên chiếc 1500 phân khối luôn rồi đúng không? Sao thấy con này chạy dễ không, chạy quen côn quen ga chạy đã không, nhẹ hơn chiếc lít không? Ô đồ mới dở hoài rồi mới lít còn tánh luôn. Như đó con này nè, đó yêu cầu của Air Production khi mà tuyển nhân viên là phải chạy xe lít. Nguyên nhân để có xe lít là tại vì đã thầu đồ thôi chứ không có vấn đề gì hết. Few minutes later. Bỏ bột bịch riêng này là không ớt của anh Hưng nè. Không, bỏ bịch riêng này của anh Hưng cá. Cá cũng cảnh chiều hết luôn. Của Hưng là không, của Hưng này nè, là không ớt. Sáng lại. Ba mấy à? Chiều cái tay rồi, thấy cái chiều cho nên chiều tay. Hey, bây giờ anh em bắt đầu lên đường rồi. Đố anh em biết đây là ở đâu không? Đó. Cái chỗ bên kia là cái chỗ bến tàu để mà đi ra. Tàu này như đi ra bên quận 1 phải không anh? Nghe bến thành luôn. Đây là bến phà tàu. Nó gọi là gì? Xe buýt gì? Water sea boat. Là water boat. Hơn, chọn không giờ hơn mặc bikini xuống dưới nhảy đi. Má tao câu hơn chứ. Cái trò đó không vui, dưới đó thẻo không các bạn. Vậy cũng là giấy nó bắt cá sấu. Rồi, bây giờ là cần nổ số 1. Nổ cá rô kìa. Má gì vậy ba? Cá già. Cá đâu cửa? Cá già thì lát rồi. Bị tàu chém. Tắm đuối lắm rồi. Rồi. Alo. Đâu quá không bằng biết được. Cho anh được
Đó, bây giờ tới lượt Hưng. Cá móp. Nó lại hợp lý. Cho dặn mấy thằng đừng đi đấu cần với nhau hay gì. Em đem theo Laika gắn cái phao, gắn cái chì vô vậy ba, cho tới giữa sông thả ra đỡ quăng. Hợp lý không? Quăng cái cực, quăng hoài luôn. Ở ấy dính kìa, trời địch của mày dính. Em hơn anh rồi nha, dính anh. Anh đéo được tin được, dính con cá đầu bùi cá lông. Gỡ ê, quay cho nó bự à. Má đi cần câu máy câu nguyên con này phải chạy đậu thiệt. Nó em giảm trên đồng hồ được nè. Ok, giờ anh em mình quăng lại. Đó, nãy mưa quá. Chuẩn bị quăng thính này. Con không biết con đĩa nào đớp nè. Con gì? Con đĩa đúng không? Con đĩa. Mang đĩa nó thích thích lắm. Tấm. À, tình hình mây đen giăng kín lối, anh em bắt đầu thu dọn đi về thôi. Buổi câu chắc hôm nay tạm dừng ở đây, đi chạy đi kiếm chỗ chú ơi. Chiều ơi, đạp chỗ của anh rồi chiều. À, anh em thu dọn dọn dễ để đi luôn đi. À, chịu ơi, chịu ơi, lấy giùm anh phụ anh mấy cái ốc khác. Ok, bữa nay xui quá anh em không có thu hoạch được gì nhiều. Later. Hôm nay là một ngày đi câu thất thu, trời mưa sấp mặt. Mới nãy giờ mưa lớn, cái rồi lát mới núp vô. Nắp vô thời gian sợ lấy máy ra, tại vì cái con vô rồ của Lát là mất cái phần nắp chụp ở bên hông rồi. Mình lấy nó ra để mình vừa sạc vừa chạy, giờ nó nắp nó rớt nó mất tiêu rồi. Anh em nào có xài Go 7 hay Go 8 thì cũng Go 7 thôi, nhớ chú ý trong cái phần đó nha. Mất đi thì nó sẽ không có chống nước cho anh em, cho nên nhiều khi nước nó len vô trong ngay cái chỗ cái phần sạc á, nó len vô mạch rồi nó không có cháy nữa, hư.
đều mình để ở trên đây rồi mà còn 25% pin nè. Cái rồi tiếc để dành quay thì vô tình gặp một bạn chạy Bristol luôn. Ồ, Bristol bạn đi Long Gardino. Thì mới nãy mình gặp một bạn ở bên Tây Ninh. Mình rất vui là mỗi khi mình làm vlog á thì đi ra ngoài mà có khá nhiều anh em nhận ra mình. Tại con xe đặc trưng quá mà. Lát cũng có lưu ý cho anh em vài điều trong những cái mùa nóng gần đây nha. Hôm bữa Lát cũng có chạy đi cái hướng vào bến xe An Sương á. Thì trời rất là nóng. Ngày hôm đó nóng coi như là nóng hừng hực luôn. Mặt đường là có thấy là cũng trên 50 mấy độ á. Cộng thêm cái bô của mình nó tỏa nhiệt lớn nữa. Thì ngày hôm đó mình chạy đi không rồi nó bị gọi là tình trạng gọi là nở dầu phanh, nó bị bó thắng luôn. Mặc dù cái này mình đã fix rồi. Cái này là tình huống gọi là rủi ro thôi, chắc là do mình đặt cái bình dầu nó gần dưới cái phần bô quá, cái phần dầu khi mà nó nở nó nóng á là nó bó cái bánh, nó xiết cái bánh này luôn, mình không chạy được luôn. Mình cố gắng mình lết hồi thời gian cái mình xả dầu ra thì nó chạy là ok. Cái tới nơi rồi đó mình mượn cái giò xịt nước á, cái lúc mà mình xịt xong cái là coi như thối ở trong cái dĩa thắng mà nó bốc lên luôn, ghê rợn nó vậy đó. Anh em nào mà chạy xe Bristol nhớ chú ý trong những cái mùa nóng nha, đặc biệt là cái phần bên dầu ngay gần với lại cái phần cổ bô á. Nếu mà anh em nào mà đi đường mà có thấy Lát thì nhớ chào Lát đấy nha, nhiều khi Lát chạy ngoài đường Lát không có để ý anh em á. Đa số mỗi lần mình gặp mấy anh em nào chạy Bristol là mình cũng đều chào hết á, không biết anh em có thấy hay không. Tại vì dự định của Lát đó là trong suốt thời gian 2-3 tháng vừa qua là Lát tạm ngưng cái việc làm vlog lại để tập trung vô công việc của mình làm nhiều hơn á. Thì với lại một phần nữa là hổng rài là mình chưa thấy có điều gì mới. Nó giống như là làm con 250 rồi nhưng mà đó chỉ là con Landview thôi, còn con Saxby nó chưa có về. Theo thông tin của Lát đang nhận đó, hiện tại đang có pre-order con Bristol 500 phân khối rồi nha. Theo hôm là lại một vài thêm thông tin chi tiết nữa là hình dáng của con Bristol 1001 phân khối nó cũng sắp sửa ra mắt luôn rồi, mà nhìn nó hao hao như là con Triumph. Đúng rồi, nhìn nó hao hao giống như một chiếc Triumph vậy đó. Nó dáng cũng rất là classic, cổ điển luôn. Chắc clip ngày hôm nay chắc cũng đến đây rồi nha. Ok, có gì hẹn gặp lại anh em trong những clip sau. Cũng sẽ hứa cố gắng là ra thêm nhiều clip mới nữa để cho anh em xem. Nếu mà anh em thấy hay thì nhớ cho Lát một like với một subscribe nha. Để Lát cố gắng làm thêm nhiều clip hay nữa cho anh em. Cảm ơn anh em. Chúc anh em một ngày tốt lành. Your bride.